Mẫu Tissot này mang đến sự thanh lịch tinh tế cho người đeo với thiết kế nhỏ gọn và sang trọng. Với đường kính 32mm và độ dày 10.7mm, chiếc đồng hồ này hoàn hảo cho những ai có cổ tay nhỏ, yêu thích sự nhẹ nhàng. Mặt kính sapphire giúp chống chảy sức tốt ở vệ mặt số xà cừ trắng, tạo nên hiệu ứng lấp lánh độc đáo khi tiếp xúc với ánh sáng. Khung vỏ làm từ thép không gỉ, được mạ PVD màu vàng hồng, mang lại độ bền và vẻ ngoài hiện đại, quyến rũ. Dây đeo da mềm mại, không chỉ tạo cảm giác thoải mái khi đeo, mà còn góp phần tăng tính thời trang. Đồng hồ được trang bị bộ máy Powermatic 80, một trong những bộ máy tự động tốt nhất của Tissot, với khả năng dự trữ năng lượng lên đến 80 giờ. Khả năng kháng nước 50m, cho phép người dùng yên tâm khi sử dụng trong các hoạt động hàng ngày. Mẫu Tissot này là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách và hiệu suất, nên phù hợp cho cả những dịp quan trọng và trong cuộc sống thường nhật.